Yum Yum TV. Chào các bạn, chúng mình sẽ cùng nhau chơi trò tô màu động vật trên gỗ. Chúng mình cần chuẩn bị màu nước, cọ và cả bút chì nữa. Sẵn sàng rồi và bây giờ tô màu thôi. Lại là một chú khủng long nè. Một chú khủng long có cái cổ cũng khá là dài nè đúng không? Mình hôm nay quyết định sẽ tô cho chú khủng long một màu cực kỳ đặc biệt luôn. Đó chính là chú khủng long màu hồng. Bây giờ thì mình sẽ dùng bút chì để mình phác thảo cách tắc nét ở trên miếng gỗ chú khủng long này, để các bạn có thể hình dung ra được là mình sẽ vẽ và mình sẽ tô những cái bộ phận, những cái nét như thế nào nhé. Bây giờ thì mình sẽ tô màu nhé. Mình sẽ tô toàn bộ cho chú khủng long này bằng một cái màu hồng. Đây là chú khủng long Iguanodon đó các bạn. Tên của chú khủng long này có nghĩa là răng cự đà. Và loài khủng long này là một trong những loài khủng long được phát hiện đầu tiên đó các bạn. Khi tô màu xong rồi thì mình cần một chút thời gian để tụi mình hong cho màu nó khô. Sau đấy thì tụi mình mới có thể dùng màu khác để tụi mình tô đè lên được đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ trang trí cho những cái đốm ở trên lưng của chú khủng long này nhé. Mình sẽ tô một màu hồng khá là đặc biệt đấy. Mình sẽ pha một chút màu đen với một chút màu hồng thì sẽ ra một cái màu tím tím nhạt. Mình vẽ nhiều chiếc đốm ở trên lưng nhé. Chú khủng long của tụi mình cao là cao nên mình có thể thấy được bốn cái chân của chú ấy đấy. Đây bây giờ mình sẽ dùng một cái màu tím hồi nãy đấy, mình sẽ vẽ thêm một phần ở dưới chân này. Như vậy thì tụi mình có hình dung ra không? Đây chính là hai chiếc chân của chú khủng long ấy. Không rồi, còn một chi tiết mà tụi mình không thể quên được nha, đó chính là mắt và miệng của khủng long đây. Xong rồi các bạn ơi, chúng mình đã tô màu xong cho một chú khủng long ăn chay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.